nó chứ đi trong vườn cũng lụm được một trái cam để lột ăn nha. Ủa trái này nó chín quá chừng chín luôn rồi bà con ơi, chín quá chắc nó khô nước luôn. 12 giờ trưa rồi, khát nước rồi. Nó ngọt không có đường nào mà tả nổi luôn. Nó ngon vô cùng, ngọt quá ngọt, mọng nước. Cái trưa này nắng nóng mà ăn được trái cam mới nó rất là đã khác luôn. Qua đây em gửi lời em chúc bà con cô bác của mình ngày mới vui vẻ luôn nha. Chúc cho bà con trồng cam quê hương miền Tây, cam nó lên giá để bà con đỡ khổ một chút. Xin cảm ơn ạ. Trời ơi, trên đường láng một chút nữa cũng xảy ra sự cố hả? Quay đây đi, hồi quay vô chổng. Bữa nay mấy người cắt vậy anh? Hay đông vậy hả? Mấy người chở sọt mình anh hả? Tưởng đâu mình chứ nãy thấy anh giờ cũng thấy. Bữa nay nữa là cắt cái đồng đó, ấy cắt cái mấy công đó rồi chứ gì? Gì hả? Gì đâu mà cắt có một bữa rồi đi mấy bữa quay lại. Rồi cắt giữ. Gọn về hả chú? Đúng vậy. Hai người chở sọt vừa xong rồi mấy ông kia cắt vừa rồi. Quay gì nào gì vậy? Hả? Quay gì vậy? Quay coi có ai thiếu nợ gì đang đòi không? Có thiếu nợ nhiều lắm, đừng lên. Có thiếu nợ ai đang đòi không? Đi đi vô vườn kìa chạy. Vô liền. Vô vườn liền. Trả tôi có 20.000 mà nó 50. Nghe nói cắt cam vui quá nên bữa nay đeo vô cắt nữa. À cái này xuống gom luôn hả? Bữa nay ít người ha. Trên kia hả? Mua quay thằng nó rồi, thằng đó nó đi cắt cam chiến nó dắt con bò rồi. Cắt một chiến thì mua được con bò. Quay ông ở đó, quay đi qua đây. Rồi. Quay ông ở đó. Ấy sao mà không quay nó lên chú? Chưa, thì có tiếng phát Vĩnh Long. Tiếng phát Vĩnh Long hả? À. Bữa nay cam này cam lửa hả? Tiếng lại hả? Lại không đi đã thì lửa mà. Không đi chạy không à, gượt gà bữa nay rồi gượt lại. Bữa nay đi gượt còn lắm. Đây là cắm mót. Mót lại ha. Không gượt. Đây mót. Đó, mót bữa nay chuẩn bị nguyên một cái này dài quá ha. Nguyên cái miếng bạc này dài à, đầy hết như đây thôi. Châm gỗ. Châm gỗ đi được một xe ha. Xe không đủ. Xe phải 200 gỗ ha. Vậy là bữa nay đi lại là cái trái nào chín là quất hết. Hết. Hôm nay vét vườn luôn. Xong rồi đi qua cắt kế bên nữa hả? Ở dưới kia kìa ông chú nãy ông nói hồi xuống đây nó cắt mà. Nãy đi ngang ở chỗ pha thuốc. Hồi quá. Châu. Thuốc phân chứ không phân mà coi vậy nó cũng bực mùi lên. Phân cá rồi đó. Hữu cơ phân tự chế.
Đâu mí đầu trên nữa hả? Thôi đi dài dài quay cho giáp anh em luôn nha bà con. Cắt rồi vậy là để vô gỗ lựa luôn rồi đó, giờ đổ xuống thôi ha. Lần hồi ra ngoài là biết cam nào hết rồi, gì nhìn là biết liền. Ôi ôi nó rớt. Cái cam rớt xuống nước giống như trái dừa rụng. Đùng. Quả khứ với cam à. Quá dữ. Cái bạn kia kìa, bạn nói bữa nào đi hốt ong rủ tôi theo đây, đến hồi lên cái bạn đó mới được. Ở đâu anh? Ở đâu? Quần Trang á. Lên chỗ đó nhìn đẹp á. Ở huyện nào? Đây nè, chỗ cầu Nam Ninh anh biết không? Cầu Ninh chỗ cầu Ninh đó. Cầu Trần Ninh vô Nam Ninh. Trần Ninh nha, không biết, không biết ở đâu ta? Ở Băng Trang chạy vô. Cái đó cả ngàn công nhân luôn à, là vô. Cái đó là quay ngay chỗ giữa hả? Đang cắt cam. Đây, sẵn có chiếc xuồng nhỏ mình xuống đây mình bơi nha. Xuống liền. Ôi, lâu quá không xuống chiếc ghe nó lắc quá. À, là nguyên chiếc ghe này là thực phẩm ở đây không hả? Để ăn cơm bữa trưa nè, phải không? Dạ, không có, em đi một chút và em quay lại rồi, không có bỏ đói đâu. Rồi, bơi ghe đi nha. Được luôn. Đi nghe cả nhà. Cơm. Ơi, tôi đợi ông hồi sáng giờ đó. Cuối tuần lận, cuối tuần người ta mới xem nhiều. Danh tiếng hả? Tiếng phát dịch. Ờ, tôi hả? Trời ơi, bố nó tin trời. Nghe công nhân đông là vui rồi, mốt lên. Rồi, nhận cơm. Không biết à. Kéo vô nhận cơm đi, giờ 12 giờ rồi cả nhà ơi, nên anh em phải ăn cơm thôi. Cơm dưới ghe nè, giờ anh này đang nhận nè nghe, ăn tại giường. Nằm nghỉ chút rồi cắt tiếp. Cái nú của mẹ vào. Trời ăn cơm gì ăn bánh ú trời, sao mà làm nổi đây. Ăn buổi chín mà ăn bánh ú. Lấy cơm nè mấy anh chị ơi. Em với anh không phải không? Đó tự lội qua đi ăn cơm, lội qua lấy cơm nè, lấy cơm. Lội gì đó, bắt cá gì, cá gì, cá sấu mà nó chung hang. Trời ơi cá sấu luôn hả? Đi cá cam chứ cá sấu luôn. Được chưa, được chưa, chạy qua quay coi. Thiệt mà. Đâu vô lên coi. Trời ơi, cái cam mà được con cá sấu quắc luôn. Cá lục kia. Ồ, đi cắt cam mà bắt được con cá luôn nè. Cá lục kia. Cái này chiều về luộc nha. À, cái này luộc xả hai ba con. Trời ơi, nghỉ tay ăn cơm. Cơm trong trong vườn chỉ có cá lục phi với cá đó không chứ gì. Có cá màu đen. Rồi lấy cơm nè, nó bò với nè. Để lấy cơm cho thần. Thì ấy đi rồi, tôi bên dưới. Rồi, xong buổi sáng mần mệt thì giờ ăn cơm nha. Lấy cơm cũng phải cực khổ vì phải lội nước. Cái vỏ không, vỏ nào không điên.
chỗ nào vậy? Đó. Ăn bánh ú, hộp cơm có bánh ú. Rồi hả? Có trái dưa leo không? Có trái nước trà bự nè. Gì mà? Có trái nước bự nè. Có nước sông nhóc. Có trái nước không? Có miếng thôi. Có. Nè mượn chai cũng để thảy cho bà giùm. Xong hả? Rồi. Đấy, từ đây. Quá đã rồi, trước kia nó bơi từ từ. Sao không ăn đi hả? Nghỉ anh. Giờ nằm mình ngơi ngơi ăn luôn hả? Chưa. Ăn đi hả? Coi đi rồi. Lên lên. Bữa nay sẵn dịp vô quay rồi đi giao cơm luôn cho bà con. Làm cái nhiệm vụ đặc biệt. Dưới cũng đợi cơm. Nãy lấy ghe đi bà ơi. Đi rồi ở đây ta đói. Ôi nó rụng kìa, đụng con dây nó rụng kìa ông ơi. Trái nó không ngon hả? Xỉu. 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 Trái nó xỉu. Đẩy luôn ha. Đẩy. Đói bụng chưa chị? Đói bụng chưa? Rồi ăn cơm nha. Cơm nè. Rồi súng lại đi, cơm. Nó tỏa sáng mà gặp đèn điện đứt hả? Cơm. Đừng quay tôi nha, đưa lên đây dính lông kìa. Tiếp tục phát cơm. Đi phát cơm. Bữa nay đúng luôn á, đúng dịp vô đi phát cơm luôn á. Ăn cơm vậy nè, bằng giường là ăn phải vậy đó, ngồi bệt dưới đất. Lết đất nó chịu ha. Lết. Rồi, thắng lại. Xe chú ra em tối. Đi chơi kia coi. Cái nào đâu? Nói xe công gì đó. Này phải không? Ừ. Này sáng ở nhà vợ nấu sẵn rồi phải không? Giờ chỉ có ăn thôi. Mấy anh này giỏi lắm, mới 1 giờ là tự đứng chuyện nấu cơm ăn thôi. Vậy hả? Chứ không phải vợ nấu rồi cái chiều về tiền nhiêu đưa vợ hết. Mấy anh này giỏi lắm. Bữa ăn tại vườn cắt cam của mấy anh chị nông dân miền Tây nha. Với cái sạch kho. Trời ơi, cái món đó đặc biệt luôn, vợ kiếm cái sạch dễ lắm hả? Không có đâu hả? Không có dễ có cá sặc đâu à. Cá chốt giờ cũng quý luôn nữa. Mấy chục năm nay em có thấy con cá chạch ra làm sao đâu. Mày chợ nhóc. Mày chợ thì nhóc chắc nó nuôi quá. Có vậy là em phải phóng qua cái giường bển em mới đi được. Hả? Phải em phóng qua cái giường bển em mới đi được. Không nói chuyện ổng rồi, còn clip này là để quay ăn. Ăn hả? Đó. Ngon ha, cá sặc. Cá rô phi.
dì leo. Đó, một bữa vậy là ấm lòng để làm tới chiều luôn nghe bà con. Ừ. Đó, ngon, thịt heo chiên. Rồi. Cũng đủ món hết. Rồi, chúc ăn cơm ngon miệng. Rồi, bữa rồi. Ăn cơm anh Lục Tấp ơi. Dạ, ăn đi chị. Sáng em ăn không khí no rồi. Rồi, múc ăn. Vô. Đó, bữa ăn vậy chứ ngon lành luôn. Tại làm tại vườn ăn được có miếng cơm là ngon rồi. Đó, bên đây cũng ăn nè, đang ăn nè. Múc khí thế luôn không? Sáng giờ đói biết mà sáng không ăn sáng ha. Sáng tôi cũng mới ngậm con ổ bánh mì nên giờ tôi cũng đói vậy đó. Xa xa đằng kia cũng có ăn một như gia đình đằng kia kìa. Rồi, rồi cảm ơn em về luôn nha. Chúc ngon miệng. Phát lên ăn đặng biết ăn câu. Thứ bảy này có cái clip hổm á. Rồi cảm ơn anh chị em về nha. Thứ bảy này phải không? Dạ. Thứ bảy này em ngọt hơn.